Một người dân đã vay tiền, vay 10 triệu trong vòng 3 app và vay khoảng vài ngày họ đòi 600 triệu cả tiền nợ và tiền lãi. Trong vòng 6 tháng mới bắt phải trả. Rồi mình khuyên các bạn đừng nên nợ nần ở trên mạng và đừng có mà nợ những khoản tiền trên app và rất là nguy hiểm. Cũng vì vậy người dân phải chú ý, tất cả mọi người phải chú ý. Các bạn vay đừng nên vay trên mạng. Vay trên mạng thực tế là nhanh thật, nhưng mà cũng nhiều cái app nó khác, nó vay nó khác. App này là nó nợ xấu. Cũng như là người dân trong ảnh bây giờ trong video này nói đấy. Tí mình sẽ cho video các bạn nghe hóng và để bạn ấy nói cho các bạn xem nhá. Nên ấy ngồi đây là không vì bản thân em chị mà để nói cái gì vì tất cả cộng đồng mạng, là khuyên á, khuyên khuyến cáo là đừng mà lắng nghe và cái app bà đấy khuyên, và cũng mong cơ quan pháp luật vô để điều tra và xóa. Thật sự á, là bây giờ ấy đã lên đây rồi là chị không có vì bản thân mình nữa, mà mình vì cộng đồng mạng. Thật sự á, chị có theo chị nghĩ thôi, nhưng mà chị không biết là có nhiều người là nạn nhân giống chị hay không. Thật sự chị nghĩ là rất là nhiều người chứ không phải là một mình chị. Là tại vì sao? Do cái lúc mà những lần mà chị trả nợ cho nó có phải bắt chị kết bạn với nó, thì những người đó nó đã đăng lên Zalo, trên Zalo của bản thân nó rồi, là những người đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi. Nên bây giờ chị khuyến cáo là thật sự ví dụ như mà thà mình mất ít, lúc mà mình mượn ít á, thì cứ mạnh dạn mượn bạn bè đi, đừng có sĩ diện. Nhưng mà lúc mà đã vô lúng rồi á, không còn cái sĩ diện nữa. Bao nhiêu bất chấp cái gì cũng mượn được. Có thể là mình nói láo, mình lừa dối tất cả mọi người. Nên ngồi đây là không vì bản thân em chị, mà vì tất cả cộng đồng mạng, là khuyên á, khuyên khuyến cáo là đừng nên dính tới những cái app. Và cũng mong cơ quan pháp luật đó vô để điều tra và xóa được cái băng này. Do thật sự đây là giống như một cái hệ thống rồi. Tại vì lúc mà chị thanh toán á, là ví dụ chị thanh toán app đây trước, thì cái app kia nó lại nói chị tại sao không thanh toán app này mà thanh toán app kia. Nhưng mà chị có hỏi, ủa chị ta có thanh toán app nào đâu, thì nó nói vậy, chị vừa thanh toán app kia và cái app kia đã giải ngân cho chị rồi, sao chị không thanh toán app của em mà chị là thanh toán app người khác.